Xin chào các bạn, hôm nay trên tay mình đây là chiếc máy ảnh Nikon D500 và đây là chiếc đầu tiên về Việt Nam tại triển lãm quốc tế về thiết bị chụp hình và công nghệ chụp hình năm 2016 này. Đây là chiếc máy Nikon đáng được mong đợi nhất từ xưa trước đến nay, sau cái chiếc Nikon D300 đã ra mắt lần đầu tiên cách đây khoảng 9 năm và chiếc Nikon D300S ra mắt cách đây 7 năm. Đó, thì nó được mệnh danh là chiếc King of Pro. Sau đây các bạn cùng mình mở hộp ra coi thử nó như thế nào. Như các bạn thấy, đây là chiếc Nikon D500 và mình nói thêm là cái chiếc Nikon D500 này là một cái chiếc máy cực kỳ bí mật của Nikon. Thì nó không giống như cái người đàn anh của mình là chiếc Nikon D5, thì nó những cái thông tin của nó xuất hiện ồ ạt trước và sau khi ra mắt cái chiếc Nikon D5. Thì trong khi đó thì chiếc Nikon D500 này hãng hoàn toàn giấu kín luôn, cho tới ngày ra mắt cái chiếc D5 và D500 thì chúng ta mới biết thông tin về chiếc máy này mà thôi. Đó. Và đây là các bạn thấy cái hộp của nó. Thì các bạn thấy đây là bề ngoài chiếc hộp, ta thấy cái biểu tượng là SnapBridge. Thì nó là cái phần nó giúp kết nối giữa các điện thoại, kết nối bằng NFC và qua Bluetooth cho các điện thoại của Android hoặc là iOS. Thì trên hộp ta thấy nó chỉ dùng cho iPod, iPhone và iPad, nhưng mà thực tế thì Nikon mới update cái firmware lên cho nó có thể nhận được những cái máy của Android đó. Và đây bên hông hộp, đây sản phẩm được sản xuất ở tại Thái Lan. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái hộp. Đây, ở đây ta có cuốn hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Và đây không có cuốn hướng dẫn bằng tiếng Anh. Phiếu bảo hành của hãng. Đây ta có dây đeo trong D500. Dây cáp USB 3 chấm. Đây là cục sạc MH25A. Đây là cục pin NL15. Thì cục pin này tương tự giống như cục pin của những dòng D800, D810, D600, 610 đúng không? Đây là cáp nguồn. Và ở đây là cái bộ kẹp đỡ dây HDMI và dây USB 3 chấm để cho nó cố định trong thân máy. Và cuối cùng đây là chiếc Nikon D800A. Và cuối cùng đây là chiếc Nikon D500. Rồi. Mình có thể thấy. Đây, các bạn có thể dùng những cái app scan mã vạch để mà đào cái phần mềm SnapBridge về để cho điện thoại của mình. Các bạn có thể thấy đây là chiếc Nikon D500. Thì nó là chiếc máy được nâng cấp rất nhiều với những cái công nghệ tương tự như cái người đàn anh D5 của mình, như là cái hệ thống lấy nét tự động với 153 điểm lấy nét và cảm biến 20.9 megapixel. Nó là dòng máy crop chứ không phải là máy full frame, crop 1.5. Ngoài ra nó có khả năng quay video 4K và có thể chụp liên tục 10 frame một giây với buffer lên tới 200 tấm RAW với cái độ nén ít nhất. Phía bề ngoài thì nó có những cái thiết kế hơi khác, những cái đời khác, như là ở đây ta thấy cái nút ISO đã được đẩy từ phía bên tay trái đẩy qua bên tay phải để giúp ta cầm cái máy và điều khiển ISO bằng một tay rất là thuận tiện. Đó. Ngoài ra là có một số điều chỉnh cái nút này và có thêm cái nút QC, nghĩa là ta có thể chụp mà tốc độ cao yên lặng. Đó. Để cái này sẽ giúp chúng ta chụp những cái môi trường cần yên lặng như là chụp trong nhà hát vân vân. Và các phím chức năng thì cũng tương tự vậy. Ở đây ta có nó thêm vô một cái nút function 2 giúp ta có thể gán được các chức năng khác trên máy vô. Ngoài ra nó cũng thêm cái nút information ở đây. Và ngoài ra thêm cái nút joystick này, nó được thêm giống tương tự giống những cái dòng máy từ D4, D4S và D5. Ở đây là ta có cái khe thẻ, nó có bao gồm hai khe. Đầu tiên là cái khe trên là khe của thẻ SQD và khe thứ hai là khe thẻ SD với chuẩn của nó có hỗ trợ lên là UHS-II để chuẩn tốc độ cao. Rồi. Ngoài ra bên hông ta thấy nó cái biểu tượng của NFC để nó giúp kết nối với các điện thoại dễ dàng hơn. Bên hông thì ta thấy có biểu tượng Wi-Fi, Bluetooth. Ở đây có USB 3 chấm.
và cái mic và cái cổng tai nghe HDMI. Phía trước thì cũng tương tự vậy, thì các cổng giống tương tự giống như các dòng Nikon D300 và D300S. À, đây là nút function 1. Nó khác với cái dòng Nikon D300 và D300S hoặc là những cái dòng Semiro là nó có tích hợp cái đèn Blackcock, thì cái ở chiếc Nikon D500 này họ đã bỏ luôn cái đèn Blackcock đi. Có thể thấy đây là cái viewfinder với thiết kế dạng hình tròn, tương tự giống trên những cái dòng máy chuyên nghiệp, dòng máy full frame như là D800, D810 hoặc là cái dòng một số như là Nikon D3 trở lên. Đó. Và ngoài ra cái màn hình này nó là màn hình có thể xoay lật được. Đó. Rất là tiện để ra chụp những cái góc thấp hoặc là góc cao. Đó. Cái màn hình này rất là tiện nhưng mà không hiểu sao trên Nikon D5 người ta không trang bị. Đây là cái cảm biến. Nó là cảm biến crop 1.5 với cái công nghệ cảm biến hình ảnh mới là Express 5 với độ phân giải của nó là 20.9 megapixel. Tiếp theo là về cái hệ thống lấy nét. Nó là cái hệ thống lấy nét chuyên dụng được thiết kế lại tương tự như cái trên ta thấy trên cái dòng Nikon D5 với 153 điểm lấy nét, trong đó có 99 điểm lấy nét chéo và nó hoạt động hiệu quả trong cái bối cảnh thiếu sáng lên đến là -4 EV. Chạy ISO nó kéo dài từ 100 cho tới là 51.200 và nó có thể mở rộng lên tới là từ 50 cho tới là 1.640.000. Nó tương đương với là cái ISO là 25. Ngoài ra thì đây là cái chế độ quay phim của nó. Thì các bạn có thể thấy đây là cái chiếc Nikon Drop đầu tiên có thể quay được chế độ là 4K 30 frame. Đó. Ngoài ra này nó có thể có tích hợp chống rung điện tử và cái công nghệ Smooth Auto ISO. Đó. Thì mình nói lại là cái chống rung điện tử thì nó chỉ hoạt động khi bạn quay 1080-60 frame thì nó mới chế độ chống rung điện tử mới hoạt động mà thôi. Còn khi mình quay 4K thì nó sẽ không hoạt động. Chiếc Nikon D500 này nó có khả năng chụp liên tục là lên tới 10 frame một giây. Thì với cái buffer lên tới 200 tấm ở định dạng lossless compress 14 bit, file RAW 14 bit. Và cái body này nó tương tự giống như cái dòng Semiro thì nó được làm bằng hợp kim laser nhẹ và nó có khả năng là kháng thời tiết, kháng bụi bặm và nước bắn. Rồi, ok, cảm ơn các bạn.